Chị ơi, chị ơi, cái gì trời, cái gì mà la um sùm vậy? Tôi thuê phòng. Thuê phòng thôi mà làm như cái chợ vậy? Qua đêm hay là tính giờ? Thôi khỏi, cảm ơn nha, để tôi đi thuê chỗ khác. Tôi nói trước nha, cả cái vùng này á chỉ có một cái khách sạn này thôi. Một bước nữa thôi là khỏi có đường quay lại nha. Tôi ở 3 ngày 2 đêm. Chứng minh nhân dân. Bình thường á, tiền phòng 250. Mà nhìn chị chắc Sài Gòn mới về đúng không? 350. Muốn ăn uống gì á tự xuống lấy. Ở đây không có phục vụ. Vậy nghe. Tiết kiệm điện nước giùm. Cảm ơn. Bực mình ghê luôn á. Gặp ngay cái con mẹ lễ tân mắc dịch. Đã vậy bà còn nói bình thường lấy khách có 250 à, mà thấy em ở Sài Gòn lên nên lấy em 350. Anh coi coi bà có bị điên không. Đúng rồi, cái khách sạn đó kỳ lạ lắm, nên đâu có khách nào tới đâu. Nhưng mà nhận cá là tại chỗ anh có duy nhất một cái khách sạn đó thôi, nên anh mới thuê cho em ở đó. Em đợi ngày mốt anh về rồi anh đón em về nhà nha. Em biết rồi, anh lo sắp xếp công việc lên đón em sớm đó, chứ không là em về Sài Gòn lại đó nha. Anh biết rồi mà em, tại công việc anh đột xuất quá. Có gì anh buộc em sau nha. Dạ, bye anh. Đi làm đây. Dạ. Em lo nghỉ ngơi đi nha. Dạ. Rồi, bye em.
Lịch sự chút đi, làm cái gì mà gõ cửa ầm ầm vậy? Ủa, tôi đâu có gọi đồ ăn đâu. Chắc là cô nhầm phòng rồi đó. Hình như ở cái khách sạn này á có gì đó ghê ghê á. Ủa, em nói vậy là sao? Có chuyện gì hả? Thì từ chiều tới giờ em ở trong phòng có một mình à, mà em cứ nghe những tiếng động lạ. Rồi em mở cửa ra, có một bà phục vụ, bà gõ cửa ầm ầm. Rồi em mở cửa ra, em hỏi mà bà không nói gì hết á. Nhìn cái mặt bà ghê lắm. Chắc tại đó, anh thấy chưa, đang nói chuyện mà đèn của phòng tự nhiên tắt kìa. Chắc tại cái giường chợp đó. Đó đó anh, làm chuyện mạnh bạo quá nên em nghe tiếng vậy thôi chứ có gì đâu. Không phải đâu, mình đang nói chuyện đèn nó tắt rồi tự nhiên nó sáng lên lại đó. Ủa sao kỳ vậy? Em nói thiệt mà. Ghê. Anh ơi, chắc là hết pin nữa rồi. Mới ngủ có chút xíu mà 10 giờ sáng rồi. Sao nhức đầu quá ta? Chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá. Không có gì hết. Đi kiếm gì ăn cái đã.
ơi trời, thiệt luôn á hả? Ồ, nhớ khao ngang. Ờ. Ừ. Chị ơi, cho em lấy lại cái thẻ phòng. Mới lấy đây mà. Nè. À, chị, chị làm ơn dặn khách là đi đứng nhẹ nhàng giùm em nha. Rồi, biết tối rồi. Hôm qua ai mà đi dặm rầm rầm em không có ngủ nghe gì được trơn á. Ok, rồi. Ờ. Ờ. Đúng rồi đó. Ừ. Ừ vậy nghe. Ok, bye. Ủa? Nó nói gì vậy ta? Cái gì mà âm sầm? Ở đây có mình bà ở à, bà điên. Đồ ăn. Làm ơn để tôi yên đi. Thank you.
Minh Anh, Minh Anh, là anh đây. Em bị sao vậy? Em sợ lắm, em sợ lắm. Minh Anh, Minh Anh đây. Quang ở đây rồi. Minh Anh. Chị nói vậy á là qua đến giờ người ta về liên tục luôn á hả? Nhưng mà đó là ai? Tại sao lại quấy rầy tôi như vậy? Theo như tôi biết á thì chị tên Ngọc Mai, làm giúp việc đời đầu tiên á cho ông chủ khách sạn này nè. Nghe đâu bị ông hãm hiếp, chống cự bất thành, bị giết luôn. Vậy mà anh còn để em ở đây một mình nữa. Mà ở đây không có ai biết đâu, tại họ sợ người ta biết đâu ai ở nữa. Mà tại sao á Ngọc Mai cứ quấy rầy chị vậy ta? Hay là hợp dí hả? Tôi nghĩ là cái gì cũng có cái duyên của nó. Chắc là người ta sau khi chết không có được ai tới đây cúng kiến hay cầu siêu. Người ta đã cho tôi thấy họ như vậy thì chắc là họ muốn tôi giúp họ điều gì đó. Nếu như đây là duyên để chị về đây gặp em như có điều gì muốn nói, thì hôm nay mâm cúng này tuy có hơi đơn sơ, nhưng em xin dâng lên cho chị nén tâm hương, xin hồi hướng cho chị sớm được siêu thoát, về nơi cõi lành, tiếp tục luân hồi để làm những việc còn dang dở, đừng ở lại đây để ảnh hưởng đến công đức của mình. Nếu chị có nghe được lời khẩn cầu này của em, mong chị sớm được siêu thoát. Anh thấy nhà mới của em sao? Đẹp không? Anh thấy nó phí quá. Tiền em muốn làm gì em làm. Anh tới liền đi. Em sợ quá. Thật ra có một vong hồn đang hiện hữu trong căn nhà này.
tao đâu.